Anh em nào muốn làm giàu lên ngay thì bợm.me, hệ thống chặn lẻ mobo uy tín tự động 24/7, nhiều mini game trả thưởng cực cao, đường link mình ghim dưới phần mô tả nha. Dâu, bà con sâu, chào mừng 500 anh em đã quay trở lại cùng với em Minzy trong series bình luận PK League Server. Và chúng ta gặp nhau với em Minzy chính hãng trong chế độ Card Selection đến từ server US. Và đừng quên 30 giờ hàng ngày, 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ anh em nhé. Nhớ theo dõi và ủng hộ dành cho em Minzy. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đối đầu với One Shot One Kill đến từ server 80. One Shot One Kill và chế độ Fox, đây là con Fox các bạn nhé, Foxy này, nhìn rõ luôn. Zacio đây các bạn. Closer. Và nét hay init nhở? Và nét hay init vậy trời. Cứ và nét từ mình nhìn đã xem như thế nào. Mặc dù là mình thích init hơn đấy các bạn ấy. Mặc dù mình thích init hơn chứ không phải là và nét. Mình kia có Kyo nét Katsumi. Thằng Benny nhở? Quài nhè. One shot one kill. Nào, cũng ra sân đi chứ. Còn chờ đợi gì nữa đến từ One Shot One Kill nhỉ? Vẫn đang có một tình huống gì đó chờ đợi. Rất chiến đến từ One Shot One Kill. Đấm luôn đấy các bạn nhé. Nhịp này đấm luôn cho nó chiến luôn. Nhịp này đấm luôn cho nó chiến. À, đúng hồn để cho Kasumi nhỉ? Đúng hồn để cho Kasumi đấy các bạn. Gấu hổ rùa rắn đấy. Các bạn đấy thì sẽ thấy đúng không? Cứ hồn để cho Kasumi. Kasumi cảm giác rất châu bò trong nhịp này. Lấn được giỏi nha. Má nó sai lấn được giỏi thế như vậy. Sai lấn được cái nhịp này giỏi thật đấy. Init vào rồi. Rất chiến đến từ One Shot One Kill luôn. Nhìn này có lẽ là mình không cho con nhìn vào. Cả Kyo nó có gì đó. Mình linh cảm thôi nha anh em nhé. Đó là sự linh cảm nho nhỏ. Kyo có gì đó. Không tương này tương sau. Bắt buộc Kyo nó phải có nộ. Chúng ta hạn chế mang tướng vào nhịp này. Đỡ đi một cái thiêu hồn. Hai nữa là đỡ đi một cái lượng máu nó chảy róc rách vào người mình nữa. Mô à? Mình đây mà không có đam. Ây da! Quẹ bịp thế nhở? Bắt sau này, Kyo đi. Ôi, thế nó không chết con đấy kìa. Má, nó không chết kìa. Không chết con init nó mới cay vậy. Ngang điếu nổ cho nó, mà mình không có con nào ăn sót đằng sau vậy. Hỏng thế nhỉ. Hỏng rồi đấy, thế mùi hỏng rồi đấy. Ngày init chém vào cái hô đam nữa thôi. Hỏng rồi. Mùi này mùi hỏng rồi. Đủ đam, cầm đủ đam rất nhiều sau tống đi. Má lại chấm máu đi. Cáu thế nhở? Nó lại chấm sầm máu nó mới áo sắp cáu nhỉ? Đừng nói Kyo nộ mồm nhá. Mày quá Kyo chứ có gì. Hôm sau nhảy phát chết rồi. Hôm sau nhảy phát chết đôi rồi. Rồi, chiến thắng được bình đoạn rồi. One shot one kill phải nằm xuống dưới tay của Emoji rồi.
One shot one kill. One shot one skill à? One shot one skill à? Quýt đi chứ còn gì nữa. 1-0 và chúng ta sẽ cùng đến với game đấu số 2 nào anh em. Game đấu số 2 chúng ta cùng chờ đợi xem đối thủ số 2 chúng ta sẽ là ai trong clip này này. Rất nhanh chóng thôi, chúng ta sẽ có lẽ tìm được đối thủ rất nhanh. Dazing Dunlop. Dunlop vâng ạ, Dazing Dunlop. King Dazing Dunlop. Miley, anh em không được. Miku chứ anh em. Rồi, chan xe đan ke ca phẩy. Và init 02 UM. Vâng, tất nhiên rồi. Tất nhiên rồi, hy vọng là bên kia không có quá các con gì nó gây áp lực lên init của mình. Dạy như kiểu con gì nhở, init sẽ sợ con dạy như kiểu là angle, dạy như kiểu là Zuri. Bên này có Zuri gì nhở, chưa các bạn. Hen à. Hen khó chịu nhờ. Hen cũng thuộc loại khó chịu đấy các bạn. Nhưng mà làm sao khó chịu bằng ấy được ạ. Sao không? Ôi ôi, lại có cả Billy nữa cơ à. Ôi giời ơi, ấm thế nhỉ. Ôi, lại có cả mây trò nữa cơ à. Ấm nhỉ. Đấy, Billy không thể để Billy cần để vội đâu anh em. Mấy cơn sau vào cũng được. Ta phải cần bảo hộ nhịp này. Tại sao người ta chém kiểu gì sẽ chết mày. Không, thế mà chém không chết à? Thế mà chém không chết à? Ôi thằng giáp chết luôn rồi à? One shot giáp luôn á. Vãi nhỉ. One shot giáp luôn anh em ạ. À, nó chém không chết là đúng thôi. Mình đang có đội đại hạt nhân của con init. Bảo sao thằng Hen chém không chết được. Đúng không? Giờ nhớ ra có nội tại hạt nhân đang nội tại em ơi. Anh đang trong trạng thái anh đang trong trạng thái nội tại em ạ. À. Em làm thế là sai rồi. Em làm thế là sai rồi. Anh đang trong trạng thái nội tại mà em. Anh đang trong trạng thái nội tại mà em. Anh hết tội tải đấy. Được cái combo vào đây. 3 mạng, 2 mạng, đầu nha. 1 mạng. Không mạng, mà đáng sợ. Đáng sợ quá đi. Đáng sợ quá đi. Giết mẹ thằng Ken này đi chứ nhỉ. Giết mẹ thằng Ken này đi để làm thằng dễ giết nhất. Mấy con kia còn nội tại còn nguyên. Thôi giết con Ken đi là hợp lý rồi. Ồ, mẹ giết thêm cả con con Terry nữa cả. Come on. Lại 3 mạng rồi, lại ấm rồi. Ba mạng nó lại ấm rồi anh em. Và quýt đến từ Dazing Dunlop rồi. Vâng, không thể chống lại được sức quyến rũ đến từ vị trí của Init 02 UM. 2-0 và chúng ta cùng đến với game đấu số 3 nào. Ủa, cứ chơi buổi trưa giờ này buồn ngủ chúi lụi lá đài nhở. Hunter Diamond, vâng ạ, à, thợ săn kim cương ạ. À. Vâng, thợ săn kim cương, đáng sợ thật. Hunter Diamond, rất đáng sợ đến từ thợ săn kim cương anh em nha. Chúng ta hãy cùng đối đầu với thợ săn kim cương như thế nào đây. Ngoài Nicole Owat, lấy mà Owat lên cho nó chiến đúng không? Ôi ôi, anh phải lấy Mai chứ biết lấy ai.
Bên kia là ai nhỉ? Hunter Diamond, thợ săn kim cương à? Bên kia, ôi rồi, gia thổ Sion à? Mình có con nào để không chống chết để cho mai và nhịp sau nhỉ? Ta đi đấm á, con bác sĩ mà. Con đùa lon, chị yên tâm rồi. Con Maxima, con đùa lon thì yên tâm rồi. Con Maxima đua lo thì yên tâm rồi anh em. Mai anh nào phải vào sau. Dồn combo cho mày thì bằng chết. Giữ Terry tốt phết đấy nhỉ. Mày giấu đâu rồi chẳng thêm. Lần nào tuần sau lại có Mai vào. Giấu đi đâu rồi đắng. Giấu đi đâu cho khỏi nắng hạ mùa xuân. Mùa xuân hoa nở, mùa thanh thắm hoa nở, giữa xuân về. Sau đi mang Maxima và rồi combo nhỉ. Đây. Get ready. Đấy. Mẹ hồi máu ghê chứ nhỉ. Đấy. Để hiểu hồi máu đến từ đâu. Chúng ta chỉ biết là hồi máu mà thôi. Đấy. Mẹ anh vẫn bắn combo lên tôi. Đấy. Giờ này không bắn combo lên để có lỗi với xã hội à. Giờ này không bắn combo lên để có lỗi với xã hội à. Giờ này không bắn combo lên để có lỗi với xã hội ạ. Giờ này không bắn combo để có lỗi với xã hội ạ. Nhè. Không bắn combo để có lỗi với xã hội à. Đừng có xe đam nữa thì mình kéo sợ nhiều. Bác sĩ mà chắc chắc là tính mình. Nhưng mà thằng đu lo nó xe đam hộ đấy. Đấy, nó chết được. Có cả đua lon nó xe đam hộ nó chết được thì em ạ. Trời ơi, khỏe. Nó lại là khỏe. Nó lại là khỏe kìa ạ. Sợ săn kim cương à. Này thì sợ săn kim cương với chúng tôi. Đơn giản với em bên gì. Và chúng ta sẽ cùng đến với game đấu số 4 Cao ép Hinata đến từ server 34 Ochisomi. Sự lựa chọn đầu tiên của em bên gì. Tiếp theo là chúng ta lựa chọn Mai rồi. Vừa Mai rồi phải chọn Mai tiếp chứ. New Mr. Kate and Sun. À mẹ Metacool chứ. Sun 15 này, Sun 15 fake anh em ạ. Sun này là Sun fake. Sun này là Sun fake. Sun này là Sun fake. Hay là Sion à? À lại Sion. On Sion. Mang vào xe đam. Mang vào xe đam. Mang vào mà xe đam. Người giết luôn thằng này cho mình nhìn kìa. Không nhanh. Sao mình cứ lừa mình giết thằng này luôn cho mình nhìn nó nhanh vậy. Ơ con đu lon mẹ con này đâu có được cái gì nhở. Ui nè.
Nó hit là chính thằng Su luôn, rất kinh khủng, rất nhanh chóng và rất lợi hại. Nó là em Minji ở trong những khoảnh khắc vừa rồi. Chúng ta cùng đến với game đấu số 5. Game đấu số 5, mọi người chờ đợi xem. Nếu mất trên 10 giây là có lẽ là... Ui ôi, may quá 19 giây rồi, Kevin XD đến xem 79. Mình đang nói là nếu mà đối chọn được đối thủ trên 10 giây thì có lẽ mình sẽ thua. Nhưng mà may quá đối thủ dừng lại giây 9, nên là có lẽ là tỷ lệ chiến thắng nó lại thuộc về team của em Minji chính hãng trước Kevin XD rồi. Cứ đi Arit. Ai đánh trước này Kevin T. Và Minji chí hạ. Hình như mình đánh trước thì bạn đừng có hào hát Kula. Hào hát Kula. Single Archie và Benny. Benny cũng sự lựa chọn của mình. Việc thế không có sự chuyện là lựa chọn nào, không có sự lựa chọn nào có được chiều nhỉ, buồn thật đấy. Buồn thật đấy, choáng choáng đấy, mẹ những pha mẹ Haki đẳng cấp cao cực đại đến từ MBG. Nhờ bắt phờ thì hơi chán luôn nhỉ. Choáng tập 2, choáng tập 3, choáng tập 4, ui ôi. Thế mà là không chết chứ, cay nha. Cay nha. Thế mà là không chết, cay nha. Chém chết nó ở cái nhịp này, cái nó hồi sinh nữa xem như thế nào. Ui nhỏ mình vội băng Leona vào quá. Nhỡ hồi sinh nhỉ. Ê, anh sợ cay nhỉ. Nhỡ hồi sinh nhỉ. Hồi sinh nó với Ice Sky chứ vậy. Hồi sinh thì hỏng rồi. Có người nào có chất xanh vậy là con hồi sinh không ta? Có khi nào còn chít xanh nó lại hồi sinh. Có khi nào còn chít xanh nó lại hồi sinh không ta ơi. Một lần đầu và một lần cuối, vẫy tay chào nhau. Một lần cuối và một lần đầu. Ôi giời ơi, nó còn
lốc cả đôi kia thì kéo được rồi. Ôi trời ơi, đen vậy. Ô mẹ mà này ăn đéo gì có lốc kinh vậy. Đéo tin được. Đéo tin được. Trời ơi, tôi đã làm gì sai hồi sinh đây đó chị ơi. Nó mà lốc ghê quá. Ăn cái đéo gì mà nó mà lốc ghê vậy. Ăn cái đéo gì mà nó mà lốc ghê vậy trời. Thế mà từng clap cũng có nổ kìa. Để 2.000 nữa thì mình chết ngược đấy. Không sao. Ôi, thua ngược rồi. Mẹ cáu tê, cửa lắc kìa. Cửa lắc không có nổ kìa. Mẹ đúng là thua ngược. Mẹ là nhớ hiểu sao nó có thể nó lấy đâu ra được bao nhiêu cái bờ lốc vậy. Tài thật đấy. Mẹ cú la bờ lốc đã hoát bờ lốc. Mẹ lấy hiện bờ lốc liền. Mẹ đâu phải một con bờ lốc đâu. Đâu phải một phát bờ lốc đôi nha. Mẹ mấy con đánh mà nó bờ lốc được. Một cái VXD này số đỏ thật. Quả đấy mà bờ lốc kìa. Như thế mà mẹ ơi, Yoli vào thay ấy còn ngon hơn nhỏ. Mang Yoli vào cả một con thì ngon hơn. Bởi lốc lắm quá. Đành chịu thôi, biết làm nào được. Chúng ta cùng đến ngày đấu số 6 nhá. Tỷ số là 4-1 Tanop. Đến từ server 66 sẽ là đối thủ cuối cùng trong clip này. Evendy Hentai. Vâng, đang có những chữ hen ở đây. Cleared it. Không phải Google ấy các bạn. Duolon và Xeme Karate. Vâng, Xeme chứ. Xeme chứ. Ai đi lấy con Duolon. Duolon trừ khi nó cho mình thì mình chịu thôi. Bên kia Owat à. Ôi ôi. Sao bỏ Metacool vậy trời. Sao bỏ Metacool vậy trời. Kéo này đánh nhất thì. Bên kia khóc thương dứt à. Tanop khóc à. Tanop đánh kéo này hơi lon rồi. Hơi lon đến từ vị trí của Tanop. Lúc này chúng ta được hẳn Tanop. Men nó còn hồi máu của Mia nữa cơ mà. Men nó còn hồi máu nữa cơ mà. Hen nó cũng hồi máu mà. Ờ, ba con hồi máu. Của cơ thì đốt máu. Còn độc khó chịu là ra ta lúc là sợ ô. Quá khó thì ra ta lúc với nhau. Quá khó thì ra ta lúc rồi. Khó quá. Ta lúc cảm giác khó quá. Kèo này nó lấy Metacool ở Metacool và cố quát thì được rồi. Nát người. Khó nhỉ. Khó là nó ta núp thật sự luôn. Ôi khó là cho ta núp rồi. Khó lành cho ta lúc rồi.
Rồi, đẩy của cháu lên rồi, an toàn nhá. Đến giờ đẩy các cháu lên rồi. Đến giờ đẩy các cháu lên rồi. Đến giờ đẩy các cháu lên cho nó an toàn rồi. Chống cái cụ Mia phát nào thì chống. Không đánh Mia nữa à? Ta lúc không đánh Mia nữa à? Mãi cả ta lúc không đánh Mia nữa à? Ta sloop này. Cuối cùng lại chết bởi Heavenly và chết bởi chữ đi. Quá khó dành cho Tanook khi đối đầu với Amazing chính hãng rồi. Và clip này mình cũng xin phép được tạm dừng lại đây thôi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em ở trong những clip tiếp theo. Đừng quên nhấn like, subscribe, ủng hộ cho Amazing cũng như share bình luận với Kalin Server này nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và hẹn gặp lại anh em ở trong những clip tiếp theo. Nhớ theo dõi và ủng hộ dành cho Amazing. Thank you và bye bye.